Theo dữ liệu cộng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 có 77 ca tử vong, Bộ Y tế công bố 66 ca. Đây cũng là ngày có số tử vong cao nhất kể từ ngày 10 tháng 10, 82 ca. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc ngày 24 tháng 11 của cả nước, 11.811 ca mới, cũng là cao nhất tính từ giữa tháng 10 trở lại đây. Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bình Thuận là các tỉnh thành có số mắc mới tăng nhanh và đang gặp áp lực cung cấp dịch vụ y tế. Sáng nay ngày 25 tháng 11 sẽ diễn ra hội nghị tập huấn trực tuyến sơ kết công tác điều trị COVID-19 với sự tham gia của 700 điểm cầu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì. Nội dung chính là sơ kết công tác điều trị COVID-19 năm 2021, chia sẻ kinh nghiệm đáp ứng tình hình dịch một số đơn vị và bảo đảm công tác khám, chữa bệnh thường quy trong tình hình dịch COVID-19 vừa qua. Thông tin từ Bộ Y tế cũng cho biết đã có 5 công ty dược trong nước nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thuốc kháng virus điều trị COVID-19. Thuốc này đã được sử dụng trong chương trình điều trị có kiểm soát từ tháng 8 vừa qua đến nay, mở rộng sử dụng tại hơn 30 tỉnh thành và có tác dụng đáng kể nếu được sử dụng sớm cho bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân ít triệu chứng.